nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn chướng mắt để qua đó kịp thời có những giải pháp tháo gỡ. Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có buổi gặp mặt đối thoại với hơn 250 cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh dự buổi gặp mặt. Thời gian qua, mặc dù ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, song vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như tình trạng thiếu cán bộ quản lý, nhân viên y tế ở các tuyến đơn vị, chính sách thu hút nhân lực chưa đủ mạnh, chưa tạo được động lực để giữ chân đội ngũ y tế, xu hướng nghỉ việc ngày càng tăng. Tính từ năm 2020 đến nay, đã có 105 cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế thôi việc, nghỉ việc. Việc thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn có những điểm bất cập. Cơ sở vật chất, hạ tầng, môi trường làm việc ở một số cơ sở y tế chưa đảm bảo. Công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế còn hạn chế, bất cập. Tại buổi gặp mặt, nhiều vấn đề được đại biểu đặt ra và tâm huyết gửi gắm lãnh đạo tỉnh. Trong đó, chế độ tiền lương phụ cấp cho nhân viên y tế, biên chế của ngành và chế độ chính sách đào tạo thu hút bác sĩ được đặc biệt quan tâm. Theo thống kê của ngành y tế, thì hiện tại ngành thì có 206 cán bộ y tế không đủ cất nhà, và cái tiền lương thu nhập hàng tháng thì không có đủ chi phí cho sinh hoạt. Thì xin các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho thông tin cho biết là sắp tới tỉnh mình có cái hỗ trợ về chính sách nhà ở cũng như là tiền thuê nhà giá rẻ cũng như là xây nhà tập thể cho các cán bộ y tế để họ yên tâm công tác. Có chế độ chính sách khuyến khích, hỗ trợ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế tuyến trong tỉnh. Chính sách giữ chân cán bộ y tế cơ sở công lập để hạn chế tình trạng nghỉ việc hiện nay. Bên cạnh đó, vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, việc tự chủ tài chính và y tế công tư cũng được đại biểu đề cập nhiều trong buổi gặp mặt. Có hướng giải quyết hỗ trợ nào cho vấn đề tự chủ tài chính của y tế công trong quá trình thực hiện tự chủ tài chính, đồng thời là nâng cao chất lượng phục vụ cho cái nhóm đối tượng là trung bình và yếu thế trong cộng đồng ạ. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành tỉnh đã ghi nhận giải đáp nhiều vấn đề xoay quanh ý kiến của cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế. Trong đó, để nâng cao thu nhập, thực hiện tốt tự chủ tại cơ sở y tế công, ngành y tế phải nâng cao năng lực điều trị, phát huy được hiệu quả tài sản công, công khai minh bạch các cơ chế khi thực hiện tự chủ. Vấn đề này tỉnh sẽ ghi nhận là sẽ có cái vấn đề này tới đây, cái biến chế sẽ tính toán nó cụ thể lại. Vấn đề thứ hai thì tỉnh cũng đang chủ trương là sẽ lập cái đề án thí điểm thành lập cái y tế cộng đồng. Đó, y tế cộng đồng. Đó, thì bây giờ y tế cộng đồng là sao? Y tế cộng đồng là chúng ta chăm sóc sức khỏe tại nhà cho những người có yêu cầu. Liên quan đến chế độ chính sách đào tạo thu hút giữ chân bác sĩ, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy, thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù tỉnh có triển khai thực hiện nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, tới đây tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu có chính sách thu hút đặc biệt bác sĩ chuyên khoa cao về tỉnh, có thể tổ chức khám chữa bệnh định kỳ hàng tháng. Về đào tạo đó, thì lần này là tỉnh sẽ nghiên cứu là chúng ta phải tập trung cho đào tạo, bồi dưỡng cho cái lực lượng là y tế trên địa bàn của tỉnh. Trước đây là cái đối tượng đi học là những đối tượng có quy hoạch, nó thì mới được đi học. Và tới đây là chúng ta đặt cái tiêu chí để có nhiều bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng là sẽ được đi học. Như vậy là chúng ta phải có cái tiêu chí là 2 năm hoặc 3 năm, mặc dù
là cái bác sĩ đó mới ra trường, nhưng mà trong 2-3 năm đó, 3 năm, năm thứ 3, nếu 3 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó, thì xét đặc cách có thể là đi học. Tỉnh cũng đang chỉ đạo các ngành, trường hợp những đồng chí mà quá khó khăn về nhà ở như 206 như số thì tỉnh sẽ đang chỉ đạo là khảo sát sửa chữa lại những cái cơ sở y tế mà hiện nay chúng ta sát nhập xây dựng mới để làm sao tạo điều kiện cho những đồng chí này là có chỗ nơi ở ổn định. Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng biểu dương những nỗ lực cống hiến của ngành y tế tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với các ý kiến đã ghi nhận tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành nghiêm túc tiếp thu, phân tích đầy đủ và khách quan nguyên nhân của từng vấn đề. Trên cơ sở đó, tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, đồng thời tập hợp những ý kiến vượt thẩm quyền của tỉnh để kiến nghị với chính phủ.